xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 7 tháng 10, tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã nêu nhiều hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, bao gồm việc xử lý các nhà băng yếu kém, theo đó, Thống đốc cho biết để hỗ trợ doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ. Gói hỗ trợ về thủy sản và chế biến gỗ đã nâng từ 30.000 tỷ lên 60.000 tỷ đồng. Các tổ chức tiến dụng đã đăng ký các gói tiến dụng mới để cho vay mới và giảm lãi suất. Hiện nay có 30 trên 45 tổ chức tiến dụng đăng ký, tổng giá trị các gói là 405.000 tỷ, lãi suất sẽ giảm từ 0,5 đến 2 điểm phần trăm bên cạnh đó ngành ngân hàng cũng chỉ đạo các tổ chức tiến dụng tích cực rà soát tình hình tài chính và chuẩn bị sẵn sàng tài liệu tổ chức lễ chuyển giao hai ngân hàng không đồng hai ngân hàng còn lại ngân hàng nhà nước cũng đang chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện nhanh để báo cáo thủ tướng chính phủ bốn ngân hàng yếu kém thuộc diện kiểm soát đặc biệt gồm ngân hàng đông á đông á banh và ba ngân hàng mà nhà nước mua lại không đồng là ngân hàng xây dựng cb banh ngân hàng đại dương ocean banh ngân hàng dầu khí toàn cầu gp banh các biện pháp được chính phủ đưa ra gồm tìm kiếm đối tác, đàm phán với các nhà đầu tư có nguyện vọng tham gia cơ cấu lại ngân hàng, đồng thời sắp xếp lại mạng lưới hoạt động, tiết giảm chi phí, triển khai các hoạt động kinh doanh an toàn. Báo cáo cho biết, trong đó 2 trên 3 ngân hàng mua lại bắt buộc là ngân hàng xây dựng CB Bank và ngân hàng đại dương Ocean Bank đã có phương án xử lý. Gần đây, lãnh đạo CB Bank từng nhiều lần chia sẻ đang hoàn tất các thủ tục để sẵn sàng nhận chuyển giao bắt buộc về Vietcombank. MB cũng đang hỗ trợ Ocean Bank và thông báo đã hoàn tất thủ tục nhận chuyển giao ngân hàng yếu kém, kỳ vọng xong trong năm nay hoặc 2025 sau khi chính phủ phê duyệt. Với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, Ngân hàng Nhà nước đang triển khai các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật về đánh giá tổng thể thực trạng và chủ trương cơ cấu lại để có cơ sở xây dựng phương án cơ cấu lại ngân hàng này, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo thống đốc, do 98% doanh nghiệp ở Việt Nam là nhỏ và vừa, vì vậy cần có đánh giá để tăng cường bảo lãnh tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó tạo khơi thông dòng vốn tín dụng. Bên cạnh thông tin về xử lý các ngân hàng yếu kém, thống đốc nhận định thời gian gần đây tình hình lạm phát trên thế giới đang giảm dần về mức mục tiêu. Các ngân hàng trung ương trên thế giới bắt đầu có xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ. Đặc biệt, cục dự trữ liên bang Mỹ Fed đã có điều chỉnh giảm lãi suất 0,5% sau rất nhiều tháng cân nhắc thận trọng. Chỉ số đô la Mỹ mặc dù vẫn tăng so với đầu năm, tuy nhiên áp lực đại dịu bớt, tạo thuận lợi cho chúng ta có thể thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu. Theo bà Hồng, đây là một động lực quan trọng cho nền kinh tế. Đối với kinh tế trong nước, thống đốc nhận định các động lực tăng trưởng từ phía cung và cầu đều có sự cải thiện và có sự phục hồi. Tuy nhiên, động lực tiêu dùng chưa được cải thiện nhiều và phản ánh qua tổng mức bán lẻ loại trừ, giá chỉ tăng 5,3%, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái 8%. Người đứng đầu ngành ngân hàng nhận định lạm phát khả năng đạt được mục tiêu của năm 2024, đồng thời lãi suất cho vay bình quân sẽ tiếp tục giảm khoảng 0,5%, tiền đồng mất giá khoảng 1,66%. Đây là mức mất giá phù hợp và cũng tạo điều kiện ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Thời gian qua, ngành ngân hàng cũng đã tích cực đẩy mạnh tín dụng. Đến ngày 30 tháng 9, tín dụng tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 16%. Thông thường tiến dụng sẽ tăng mạnh vào những tháng cuối năm. Vì vậy năm nay mục tiêu tăng 15% là hoàn toàn khả thi. Bộ Công an vừa ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 67/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 tới. Theo thông tư mới, điểm C khoản 1 điều 5 quy định về nội dung công khai của công an nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gồm: các phương tiện, thiết bị kỹ thuật để phát hiện vi phạm hành chính theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính. So với quy định trước đây, nội dung công khai trang phục, số hiệu công an nhân dân đã được loại bỏ. Bên cạnh đó, tại điều 11 thông tư quy định về hình thức giám sát của nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng được thay đổi. Theo quy định hiện hành, người dân có 5 hình thức giám sát đối với lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Một là thông qua các thông tin công khai của công an nhân dân và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng. Hai là thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật. Ba là thông qua tiếp xúc giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ chiến sĩ. Bốn là thông qua kết quả giải quyết các vụ việc đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm là thông qua thiết bị ghi âm ghi hình hoặc quan sát trực tiếp riêng hình thức giám sát này phải đảm bảo các điều kiện sau không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ thực hiện ngoài khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với nơi có triển khai khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan Tại thông tư mới sắp có hiệu lực thi hành, Bộ Công an vẫn quy định về 5 hình thức giám sát. Tuy nhiên, ở hình thức giám sát thứ năm đã bỏ đi nội dung, thông qua thiết bị ghi âm ghi hình, chỉ còn qua quan sát trực tiếp. Ngoài ra, thông tư mới tách riêng các điều kiện cần đảm bảo khi người dân thực hiện giám sát, áp dụng chung với tất cả các hình thức giám sát. Theo đó, việc giám sát của người dân không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi công vụ, không được vào khu vực thực thi công vụ, trừ người có quyền và nghĩa vụ liên quan, tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan. Vẫn theo quy định tại thông tư 46-2024, nội dung công khai của Công an Nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gồm các phương tiện thiết bị kỹ thuật để phát hiện vi phạm hành chính theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính, so với quy định hiện hành nội dung công khai trang phục số hiệu công an nhân dân đã được bỏ. Một điểm mới quan trọng khác, thông tư 46-2024 bãi bỏ các nội dung công khai gồm kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thường xuyên gồm các nội dung cụ thể sau. Tên đơn vị, tuyến đường, các loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý, thời gian thực hiện. Trong giai đoạn xây dựng dự thảo thông tư, Bộ Công an cho hay, qua hơn 4 năm thực hiện, thông tư 67-2019 không còn phù hợp với tình hình thực tế, phát sinh nhiều bất cập. Việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông có lúc có nơi chưa khách quan, đúng quy định, lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc với cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và chia sẻ lên mạng xã hội cạnh đó một số đối tượng chống đối đã lợi dụng xúi dục người dân gửi đơn khiếu nại tố cáo đi nhiều nơi gây phức tạp cho công tác thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông về công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính đang bị một số đối tượng lợi dụng để gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát giao thông làm công tác tuần tra kiểm soát trên đường bộ công an cũng thẳng thắn nhìn nhận một bộ phận cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông chưa chịu khó học tập nghiên cứu tài liệu chưa gắn việc thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông với việc thực hiện nghiêm túc công tác chuyên môn được giao do vậy khi làm việc trực tiếp với người dân những cán bộ chiến sĩ này chưa nắm được pháp luật nghiệp vụ dẫn đến quá trình xử lý tình huống chưa giải thích thỏa đáng những yêu cầu hỏi đáp của người dân Ngoài ra, quy định về nội dung công khai tại Thông tư 67/2019 hiện không còn phù hợp với một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Những phát sinh kể trên là lý do để sửa đổi, bổ sung các quy định như đã nêu.